Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này, nó hơi lạ một chút, đó chính là mình sẽ sử dụng cái bộ trang phục siêu việt bậc 2 nha các bạn. Theo như mình thấy thì siêu việt bậc 2 với cả cái trang phục mặc định nên nó chả khác cái gì nhau. Nhưng mà nói chung là hôm nay mình sẽ gọi là làm clip này muốn na trên rank chiến tướng cho anh em xem nha. Nói chung là cái nick này của mình mua các bạn. Hôm trước có cái bạn kia bạn ấy bán thì mình mua 80 sao. Rank chiến tướng luôn, 80 sao luôn, tướng quá trời tướng luôn, hơn 100 con tướng luôn. 100 để mấy con á. Hôm nay nói chung là không có gọi là kèo đào cày kiếc gì hết trơn. Vì thế nên mình cái nick của mình thì hôm bữa mình cày lên chiến tướng rồi mình cũng chả buồn chơi nữa. Nên là hôm nay mình vào rank chiến tướng 80 sao. Quẩy na cho anh em xem này. Dạ anh em ơi, cho một like đi các bạn. Một like đi các bạn. Nhưng mà nick này thì nó đen vãi cái trưởng ra, mấy trang phục khác, con tướng khác thì ngon. Nhưng mà riêng Nagaroth thì chả có cái gì. Buồn như con chuồn chuồn. Nagaroth siêu việt bậc 2 mà nhìn chán đời nhỉ. Nhìn này. Ôi ơi là trời. Rồi anh em canh bùa giúp mình đi. Nen chiêu. Beng 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 beng. Trời ơi cái trang phục của tôi. Di chuyển ngu ăn hết lấn nó. Ghê. Trời ơi bạn Zuka mới vào đã chat một cái câu có thể nói là đậm chất chiến tướng à. Di chuyển ngu ăn hết lấn nó. Yeah. Thú vị đây. Để xem mình có múa được không nha các bạn. Theo như mình thấy thì mình hơi sợ ở đây. Jun các bạn ạ. À. Jun quá là trời Jun luôn. Thì kệ không sao. Lâu lâu phải đổi hướng chứ đúng không? Làm clip cho rank cao thủ mid cũng chán. Hôm nay chuyển hướng qua làm chiến tướng. Anh em có thích mình làm clip cho rank chiến tướng nữa không? Có thì comment cho mình biết dưới nha. Vì nick này của mình nó 80 sao lận các bạn. Trời ơi, chơi thoải mái, chơi sảng khoái, chơi từ hôm nay cho tới ngày mai cũng không hết được gọi là cái gì đó. Không hết được sao? Nói thiệt. Anh em nào có nhu cầu mua nick chiến tướng thì nhắn tin vào fanpage cho mình nha. Bán luôn các bạn. Bán luôn. Yên tâm anh em ạ, giá rẻ cực kỳ luôn. Trời ơi rẻ như con mèo luôn. Các bạn cày thuê lên chiến tướng. Trời ơi. Cày thuê lên chiến tướng á, đắt tiền đúng không? Nhưng mà các bạn gọi là mua nick mà chiến tướng sẵn á, rẻ lắm. Cực kỳ rẻ luôn, hoặc là nick cao thủ sẵn nó rẻ lắm. Chứ các bạn nào bỏ tiền ra mà cày ví dụ từ tinh anh 5 đúng không? Lên cái cao thủ. Các bạn thì mình nhận cày là 500k đó. Đó đúng không? Mất 500.000, nhưng mà các bạn có thể bỏ 500.000 ra các bạn mua thẳng một nick chiến tướng sẵn luôn, rank cao thủ sẵn luôn cũng có nữa. Có tướng có ngọc có đầy đủ cho các bạn luôn. Đó bỏ vài đâm ra. Anh em nếu mà cần thì có thể mua thêm một nick chơi. Ui ôi, ui ôi. Mi nó có rồng rồi, có rồng có rồng. À, trời ơi có rồng có mạng luôn rồi, ngon lắm. Đây vậy cho nào. Ai cứu Yuka bay vào rồi. Bị rắn hút rồi. Cờ rắn hút à, hở hút chết rồi. Thôi đi về farm. Lính cái đá các bạn. Ăn được mạng ở bên dưới, sơi được mạng ở bên trên. Trời ơi nó đã quá trời luôn đó. Hở ơi game dễ đến này chiến tướng gì? Đem em bạn rank của bắp mà chiến tướng gì trời ơi. Quá yêu đuôi mỏng manh các bạn ạ. Phải gáy. Ôi lâu lâu mình phải gáy các bạn. Phải gáy. Ủa chơi game là phải gáy. Ngày xưa mình không có gáy đâu. Giờ mình phải gáy cho nó clip nó sinh động một chút. Chứ bây giờ mà mình đánh tèn tèn quá nó cứ bình thường. Không có gì là đặc sắc và nổi bật. Hôm qua làm clip về Florentine đó các bạn. Không. Ở anh em xem clip của mình anh em không bao giờ biết trước được kết quả đâu. Không bao giờ mà mình úp những clip săn lè ra. Phế lồi mắt mình cũng úp nữa, úp chơi đây. Mù mắt anh em mình cũng úp chơi. Mình muốn clip của mình nó gọi là các bạn không biết trước được kết quả. Cái kết nó ra sao anh em không thể biết trước được. Vậy đó mình mới chèo. Ai chạt chạt đừng Zuka ơi ôm trụ một chiêu nữa bạn ơi. Ôm đúng một chiêu rồi mình ăn xong rồi con Kai'Sa là mình qua liền. Trời ơi. Vãi cả lúa nhà ông Zuka. Hồi nãy mình cũng thấy bạn gọi là chiến thuật ghê lắm mà cái gì di chuyển ngu gì ăn hết lính gì mà lên trời cha ẻo đủ thằng Rioma này dần biết chơi các bạn ạ.
đủ nó hack não mình luôn, nó quay ra đằng cái bên này nó biết mình chạy luôn kìa, hay thế nhờ. Top ôm đi bạn ơi, lúc đầu mình thấy bạn top bạn chat câu nó di chuyển ngu là ăn hết lính nó luôn, là mình cứ nghĩ bạn ấy thuộc dạng là đẳng cấp cỡ nào đấy. Thế mà cái pha đấy chờ mình ôm trụ cho mình ý à, à ôm trụ cho mình ăn xong cái con Kasa cái là mình sơi nó liền. À đồng quá, thôi đi về. Mà bạn ấy không ôm được cái trụ cho đến lúc mình ăn xong con Kasa. Đáng lẽ ra cái pha đấy Zuka team bên mình phải ra hỗ trợ mình ăn con Kasa mới đúng ấy, chứ không phải bạn ấy đứng gọi là lúc đầu là mình thấy Zuka ma chưa ra, bạn ấy đã lo lăm le rồi. Dừng hả, dừng cái gì? Anh em bay vào chết đổi thừa dừng. Team mình đánh sao được, team bên kia nó đông như thế. Bay vào chết xong rồi. Không được, không được, sai rồi. Mình phải ăn quán đi chứ. À đi. Này, cái đi xúc nó. Xúc nó. Cái thằng này là cái thằng này nó đánh ghê lắm. Ui giời ơi, mày hả bờ ơi, mày ghê. Trời ơi. Nó đã ăn bùa rồi thì thôi đi. Đúng không? Đã ăn bùa rồi thì tha cho người ta đi. Thì mèo nào nó lôi mình ra nó đấm mình chết nữa chứ, đánh mạnh chứ mấy cái thằng khốn nạn này. Kéo ghê vãi vậy trời. Mất bùa đỏ luôn, mất luôn mạng luôn. Lên cho nó cái đào ngắn này lấy tốc độ đánh phát. Để farm trước cái đã tính tiếp các bạn ạ. Anh em xem clip của mình cho mình một like với nha. En. Ôi. Hình như là còn mấy ngày nữa là reset rank các bạn nhỉ? Hình như là còn 1-2 ngày nữa à? Hôm bữa mình thấy nó cũng gần tới ngày rồi mà sao đợi mãi vẫn chưa thấy reset rank ta? Thì qua mùa sau mình còn cày thuê kiếm tiền ngồi. Wow! Lên trời, chạy, nó đông lắm. Nó đông lắm, có mít của mình ở đây đâu, mít của mình không có ở đây. Top thì ở đường dưới rồi. Mít thì đang đứng ở đường giữa. Ui, Ryuma nó chọc kìa đầu thân thằng này. Thằng lấu cá này. Đậu xanh, không có con quái nào luôn, thiệt tình luôn á. Quái này bị lôi đi mất tiêu nên mình đau chứ. Sao múa đầy, hồi nãy tem mình ngon thế, 5-1. Thế mà cuối cùng bây giờ, 8-8. Vãi. Cái con rừng ở đây này, dừng, Crisi, rồi, xong mày rồi, Crisi đục nó, nạp càng 20 ngàn. Ở đâu? Ủa, tung Crisi đâu ta? What the hell, mình dụ, mình ra mình cài khẻ cái con rừng các bạn để cho nó bị say đắm con mồi như mình, xong rồi Crisi ra húp mà. Trời ơi, mình tính một đường mà sao cái kết nó ra một nẻo vậy? Trời ơi, chết tôi rồi. Thua rồi, thua thiệt sự rồi các bạn ơi. U là trời. Đập luôn Zuka. Đập nó luôn, một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Giết. Trời ơi, mày chết chưa? Rồi nha, Zuka ăn được mạng rồi nha. Mừng nha, khoái nha. Giờ lấy động lực gánh kem được chưa? Hôm nay thấy bạn ấy cũng ghê gớm lắm ấy chứ đùa. Nhưng mà mình nói thiệt với các bạn một điều nha, Zuka lúc đầu trận nó cũng yếu mà, nó không mạnh được đâu. Ryoma đầu trận nó mạnh. Zuka mấy Ryoma ai solo với ai thắng ta? Mình cũng không biết luôn á. Mình không đi top, đâm ra mình cũng không biết là hai con đó ai thắng ai thua nữa. Chém cho một cái nè, lao nhau, bay vào mà kiếm mồi. Đầu xanh nhà mày, mày bay vô mày kiếm mồi nè. Bay vào Hảo đi mà kiếm chuối đi. Hảo lại sợ quá cơ ấy chứ. En peo. Ten. Bum. En. Rồi, ăn được dòng rồi thì thôi. Đấy đấy làm gì nữa. Tha cho tem bảng đi. Nói thói tha vậy rồi chứ thật ra mình chạy sấp mặc lờ ra. Ôi Zuka chết nữa rồi hả? Ơ, sao cái trụ tem bạn này? Nào Zuka ra này. 2-1, không chuột không què, đập nó. Ba, mày chết. Oh my god, sao Zuka đi chậm thế?
Trời, mình thấy giấy Suka đi tới đó rồi mà sao mà chậm chạp dữ vậy trời. Trời ơi, nó chọc chết hai thằng luôn. Vãi. Suka thua Ryoma, hỏi chấm. Thua chứ. Ủa, vậy là Suka với cả Ryoma thì Suka nằm cửa trên hả các bạn? Thế đồng đội mình nó bảo là Suka mà thua Ryoma là hỏi chấm. Có nghĩa là sao mà thua được á, kiểu vậy á. Ủa rồi, thực ra là Ryoma nó là cửa dưới của Suka hả ta? Mình không biết luôn đó các bạn. Bum bum piu piu bum bum piu bum bum piu bum bum piu piu clum bum piu bum bum piu piu blim bim bum bum ma bum bum and bang 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 bang. Ái chà chà, ái chà chà. Rồi. Chơi nè, mày núp trong đó đúng không à? Điều mà núp lùm. Thấy chứ, xong thấy được. Ủa, á đồ Crazy ở đâu ra mà bị cái... Ồ, nó móc về nó đấm cho chết luôn rồi. Thôi xong. Chết rồi. Nãy cho mình lúc đầu ngon thế. Lúc đầu mình ăn được hai mạng ngọt như trong mơ luôn. Ăn rồng các kiểu con đà điểu luôn. Rồi cuối cùng cái kết bây giờ toang rồi. Lúc đó mình còn gáy bự thật là bự. Kêu, ô, các bạn tụi gì các thứ. Rồi xong rồi. Xong rồi các bạn ơi, xong rồi. Ui, nó kéo kìa. Vãi thiệt, nó kéo như là nhái kia. Sao đánh được đây? Mày yes. Tiếc quá. Các bạn biết tại sao mà trận này mình phế không? Tại vì cái nick này chưa được nạp càng 20.000. Không có trang phục na nào. Đúng là nó phế vậy đó. Phải có trang phục na mình múa mới đã được. Và mới gọi là có động lực để múa được. Không có trang phục không động lực. Đâm ra nó phế vậy đó. Chứ thử nạp cạc 20.000 xong rồi mua thêm cái trang phục AIC cái nó sợ chém người như game chuối luôn. AIC hoặc là Loi Quang Sư FMVP cũng được. Ok. Rồi xong. Cái này thì nhiều trang phục của mấy tân tướng khác. Nhưng mà riêng Nagaro thì không có cái nào. Ôi. Thằng đu quay này, cho nó đu quay luôn. En không được rồi. Mèo chơi nè ui da một hai bạn lên trời. Ui, đi đâu con sâu vội vàng đi đâu. Hồi nãy ra bạn đấm tới chết lần rồi đúng không? Lần này là tới trả thù được rồi đấy nhá. Còn bùa xanh dừng các bạn này đó, biết ngay mà mình nhìn là mình biết là bùa xanh các bạn có luôn đó. Bùa đỏ theo nó cũng có luôn đó các bạn, nhưng mà mình bây giờ mình chạy qua con bùa đỏ nó đập mình chết. À đủ. Ui rồi, thôi anh ơi, anh chọc em thế em chịu sao nổi. Điều mà đánh kinh quá. Đánh hay đấy các bạn, điều mà dân biết chơi đấy. Con điều mà có người ta cứ chơi đánh đam to lắm các bạn. Nó chọc vô hai một, nó đánh nội tại phát nó chọc vô hai cái nào. Chưa có là đi luôn á, một mạng luôn á các bạn. Này thì núp lùm này. Ô kìa bé yêu, một mạng. Đánh luôn đấy. Không có Suka, tem mình đang hơn người nha. Xong lại chơi trên bên khoai mi. Đỏ đã xa bên không hẹn. Hết chiêu anh em ơi. Hết chiêu, vừa mới lo đầu lên nó giải chiêu để chạy lên. Cái cuối cùng mất chiêu là quấn chết luôn. Thằng mập có hack pháp không? Không, hack gì? Bạn chơi game bạn đừng có đổi thừa thua là tại hack. Không, mình nói thiệt với các bạn biết một điều nha. Chơi game mà thua là thua chứ không có đổi thừa nha. Có khi nào mà mình đổi thừa thì lý do đó là thật đấy thì mình mới đổi thừa thôi. Quýnh luôn. Trời ơi, cái mình mạnh mẽ mà, đúng rồi. Rồi xong, tem mình lết rồi các bạn ơi. Tem mình lết game mà ngon rồi. Có Greasy, có Violet, có Payna. Rồi xong tem bạn lết game là khua mình rồi. Mình với cả Suka bay vào làm.
còn đâu là tem bên kia nó sẽ bị tem mình xỉa. Ui chọc kiểu ui. Cái thịnh mày mất luôn cái hair của Linh thịnh nộ rồi các bạn. Thôi xong. Mất sụi trên luôn rồi. Đang xài một ly là đi một dặm liền các bạn. À lỗi một phát là mất luôn cái hair của Linh thịnh nộ. Mất luôn cái trụ luôn. Mất luôn. Trời ơi là trời luôn. Tức quá đi mất thôi. Bum 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 pew pew 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 and ding 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 baby pew little 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 pew 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 pew. Tay mình giờ bây giờ mà nếu mà combat đẹp một phát là vẫn có khả năng thắng nha. Thắng cao luôn đấy chứ, tại vì cho mình Violet với cả KC cuối game bắn sướng lắm. Hiện tại bây giờ mình đang cố gắng lên cho nó cái giác hộ mệnh phát các bạn ạ. Rồi thằng mập, à, mập có hack không? Có hack không mà sao chết vậy? Rồi xong chết mập vậy. Tem bạn thiếu mất một người là tem bạn toang rồi. Cái rank này mà thiếu một người là coi như là đi luôn đó. Combat mà sai một ly là đi một dặm luôn đấy các bạn. Tại vì không phải là có tem kiểu như các bạn chơi ở rank cao thủ tầm 20 sao đổ lại á. Có một người xanh á nó có thể gánh được nha, nhưng mà đây ở cái rank này nó không gánh được. Mình khẳng định với các bạn luôn là một người xanh cực kỳ khó gánh, không gánh được luôn. Ví dụ như là 4-5 là coi như là tạch luôn đó. Cố gắng giữ, bây giờ phải ép nó liên tục các bạn. Ép nó phải gọi là combat luôn, tại vì cho mình đang thiếu người á. Phải combat luôn, hoặc là mình sẽ ăn con Akasa luôn. Ăn Akasa luôn. Từ sắp hồi chân chỉ rồi, hồi chân chỉ ơi. Chân chạy ơi, 1, 2, 3 chân chạy. Mất con Kai'Sa. Vãi cả chân chị ạ. À đủ. Kỹ ta. Rồi xong tem bạn ăn Kai'Sa nhưng mà cái kết chết rồi. Ê, ba người nằm xuống rồi. À đủ, mày hút ra mày. Hút chích nè. Hút chích nè. Ảnh. Ghê chưa. Hút chích à. Rồi giáp hồn mạnh mà lên mà sợ cái gì. Có giác bọn mình ở đây mà sợ gì? Nó còn con bù đỏ các bạn ạ. Nó còn con bù đỏ, mình qua mình ăn bù đỏ luôn nha. Ăn con bù đỏ này để nó cho nó hồi máu nữa này các bạn. Nghén. Piu. Men. Mình sẽ bỏ cái con ấy luôn mà mình sẽ đẩy lên đây là thắng luôn nha. Tem bạn nó còn mười mấy giây nữa. Rồi winner cho trụ đập mình thoải mái luôn. Mình còn giác bọn mình mà. Trời ơi lực kèo. Rio Ma hay lắm đúng không? Nghe dài. Ok anh em ạ, cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi clip của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui.